nickảo.com, shop bán nick và vàng ngọc tự động uy tín nhất của Game Hub. Khi nạp thẻ vào shop, bạn sẽ không bị chia chiết khấu. Giá vàng ngọc ở trên shop nickảo.com hiện đang có giá tốt nhất trên thị trường, full dịch vụ 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn. Ngoài ra, shop còn có bán nick tầm trung, nick sơ sinh, full 9 server, hoàn toàn là đăng ký ảo cho anh em tha hồ mà lựa chọn nick mà mình mong muốn. Ngoài ra, shop còn có bán bộ 1 sao full 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn server nào cũng có, giá cực kỳ rẻ. Hơn thế nữa, web còn có nhập nick, nhập đồ, nhập vàng tự động hỗ trợ những anh em nghỉ game. Hãy truy cập vào nickảo.com để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Rồi, ok, hello anh em nhé, chào mình em trở lại với kênh của mình. Thì mấy ngày hôm trước thì admin có cập nhật cái thẻ gọi là phần thưởng ở chiến trường Namek. Thì đây là cái thẻ giống Namek có hiện cái hào quang của Namek rất là đẹp đúng không? Thì mới ngày hôm trước thôi, thì đến ngày hôm qua với ngày hôm nay thì bên phía đảo quân cũng đã gọi là đưa ra một cái ý tưởng mới về việc gọi là sẽ đưa cái hào quang gọi là hào quang bản năng vô cực của Goku. Thế anh em nào mà đọc cái Dragon Ball Super ấy, cái series truyện tranh ấy, thì anh em chắc chắn cũng đã biết cái tập gần đây Goku có tạo ra một cái hình giống cái Susanoo như vậy đấy. Thì nên là đảo quân đã gọi là mod cái kia cũng như là dựng cái hình ảnh các thứ, nói chung là đưa vào game, nói chung là rất là đẹp. Nên là ngày hôm nay mình cũng gọi là vừa xin vào buổi sáng thôi cái hình ảnh kia, và bây giờ mình đã đem vào trong game ở đây. Thì anh em có thể thấy ở đây, thì mình sẽ bật lên cho anh em xem. Thì cái này cũng không được mượt giống như bên của đảo quân đâu nha anh em, vì cái này mình chỉnh cái tốc độ của game nó rất là khá là nhanh, nên là nói chung là nó cũng không được mượt giống như bên kia. Đấy, thì mình không biết bên kia làm cái cách nào nó mượt, nhưng mà mình chỉ có làm được như vậy thôi, nên là nó hơi lệch chút xíu. Cái này thì chắc là mình sẽ chỉnh sửa sau. Thì anh em có thể thấy gì ấy chứ? Đây là hào quang gọi là hào quang Susanoo, hào quang bản năng vô cực của Goku. Thì anh em có thể thấy ở đây khá là đẹp đúng không? Đấy, mình nhìn mình còn mê mà anh em. Anh em thấy đẹp chưa? Rất là đẹp đúng không? Cái này thì mình chỉnh nó hơi lệch chút xíu. Chút xíu nó mình phải chỉnh cái hình hào quang này nó sang bên trái một chút xíu anh em ạ. Thế chỉ là mình mod để mình thấy thôi anh em ạ. Cái này là đúng như cái lời mà đạo quân nói ấy. Cái này chỉ là thẩm thấu tinh thần thôi, không có ai thấy ngoài mình đâu. Nên là đấy, thì bây giờ thì test thôi anh em ạ. Bây giờ chỉ có vào trong này để test cái hào quang này xem nó đẹp hay không nha anh em. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đi vào ở trong đại học thuật để mà test cái hào quang này luôn. Bắt đầu rồi kìa. Hào quang này bị che mất rồi kìa. Ok, thì mình sẽ vào cái đại học thuật, mình sẽ vào ở trong thi đấu xem nào, nó có mất không. Đây, rất là đẹp đúng không anh em? Đấy, em thấy gì chưa, hết nước chấm luôn. Mình thấy mình còn mê anh em ạ. Rất là đẹp luôn, hào quang này mà admin đem vào game thì gọi là hết nước chấm luôn anh em ạ. Đây chỉ là mình xin cái file hình ảnh về mình mod lại thôi, còn ở trong cái bản gốc của admin thôi. Rồi, hào quang mình đâu nhỉ? Nó không hiện nè. Cái hào quang này rất là đẹp luôn, anh em nào theo dõi thì anh em chắc hẳn cũng biết là cái hào quang đây. Thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn, không có một chỗ chê nào luôn anh em ạ. Cái này thì hình ảnh này mình chỉ kết, mình nhận được 6-7 cái hình gì đấy, nhưng mà mình chỉ ghép được 4 hình thôi, tổng cộng được 4 hình vào thôi. Còn ghép vào nhiều thì nó bị loạn kiểu gì ấy, nên là mình không ghép được. Nên là mình chỉ ghép được với 4 hình bên phía đảo quân gửi, mình chỉ có ghép được 4 hình thôi. Còn với bên dưới này thì mình cũng chỉnh sửa thêm một chút xíu, nó khác với bên đảo quân thì không có cái phần ở dưới này giống như cái lửa lên giống như cái hào quang của đội trưởng vàng ấy. Ở đây thì mình có chỉnh sửa lại chút xíu. Nói chung là mình thấy cũng khá ok khi mà chỉnh sửa được cái này. Đây thì admin mà thấy được thì cứ cho vào game thôi. Đây, rất đẹp đúng không? Hào quang bản năng vô cực, cái này gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, mình thấy mình còn mê mà anh em. Thấy được không? Được quá nhỉ. Rồi thì chắc là cũng review đến đây thôi. Thì anh em nào mà muốn có cái sở hữu cái này thì anh em cứ lấy cái file về anh em, rồi anh em tùy vào năng lực mod của anh em có thể mod lại thôi. Còn mình thì mình mod hơi bị lệch, nên là
chắc là mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Ok, thì anh em nào mà xem clip đến đây thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé nhé. Đấy, thì cũng hy vọng Aramin sẽ có những update mới cô kiểu kiểu giống như những cái hào quang này, giống như cái hào quang bản năng vô cực này mà được update vào game thì rất nhiều người sẽ rất là vui vì rất là hóng đợi luôn, vì thấy cái hào quang đẹp đúng không anh em, còn gì nữa, rất cực kỳ đẹp luôn. Cái hào quang mới của Namek cũng là hào quang đấy, là chiến trường Namek, thì anh em nào sở hữu qua đấy cũng rất là đẹp, dòng thần Namek ấy, cái này cũng rất là đẹp. Nhưng mà nói chung là cái hào quang này thì đây nó cũng rất là ok nếu mà có thêm cái trạng thái gọi là bản năng vô cực ở bên nữa. Nhưng mà nghe đâu đấy thì bên bạn Đào Quân nó cũng sẽ update sau về cái trạng thái bản năng vô cực, thì sau tới nếu có mình sẽ xin để về cũng review luôn. Ok, cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi clip của mình. Trở về clip theo, bye anh em. Rồi còn bây giờ mình sẽ đi cho giải event clip trước cho anh em nhé. Thì anh em xem clip đến đây thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé anh em. Ok, để mình có động lực ra thêm nhiều là video hay cho anh em đấy. Ngoài ra thì anh em đã có một câu mua nick hay là vàng hay là ngọc bộ sao 10 server thì cứ ghé vào shop nhẹ trong con của mình nhá. Bên mình còn bán đầy đủ từ vàng, từ nick, từ ngọc, từ bộ một sao cho anh em luôn. Đấy, thì anh em nào muốn mua gì, muốn có mua cái gì thì cứ ghé vào shop hoặc là inbox ở trên fanpage Zalo, mình sẽ hỗ trợ rất nhiệt tình cho anh em. Ok. Rồi, nô phải bạn đấy nha anh em. Đấy, thì những update gần đây của admin thì anh em thấy có được hay không, nhất là sự kiện gần đây thì mình sẽ cố gọi là trụ được cái top, gọi là top bên bắn pháo hoa bên chỗ server 10 đấy. Mình đã cố chủ top pháo hoa ở bên chỗ server 8 đấy, và hy vọng sẽ nhận được x99. Nếu mà sẽ được x99 đá bảo vệ, nếu mà admin cho dễ như vậy thì chắc chắn là admin sẽ fit lại cái tỷ lệ đập lên đồ cấp 8. Nếu không thì admin chắc cũng không cho mà dễ dàng như vậy đâu anh em ạ. Ok, cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi clip của mình. Gặp anh em các clip theo. Nhớ mua nick, mua vàng, ngọc, bộ sao thì ghé vào shop để ủng hộ mình nhé anh em. Cảm ơn rất nhiều. Bye anh em. Hẹn gặp anh em các clip theo.